Mở đầu chương trình Tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự thứ nhất có tựa đề: Sau khi vợ qua đời, mẹ vợ thường xuyên đưa ra đòi hỏi vô lý, khiến tôi tức đỏ mặt. Tôi hiểu cho nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh của mẹ vợ, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được yêu cầu của bà. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. 10 năm sau khi cưới, bố vợ qua đời. Bố mẹ tôi cũng qua đời từ sớm. Hai vợ chồng tôi đều là con một, nên sau đó, vợ chồng tôi đã đón mẹ vợ về sống cùng để phụng dưỡng bà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, khá bình yên và ấm cúng. Nhưng nào ngờ, ở tuổi 55, cuộc đời lại giáng cho tôi một đòn khá nặng nề. Vợ tôi đột ngột đổ bệnh rồi qua đời. Thật không ngờ cô ấy lại bỏ tôi mà đi sớm đến như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng có công việc nên rồi cũng ngôi ngoai. Còn mẹ vợ, hằng ngày bà ấy quanh ra quẩn vào với bốn bức tường. Hình bóng của bà dường như ngày càng cô độc. Tôi hiểu cho nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh của mẹ vợ. Thế nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi yêu cầu của bà ấy. Sau khi vợ tôi qua đời, mẹ vợ thường xuyên đưa ra những đòi hỏi vô lý, khiến tôi tức đến đỏ mặt. Mẹ vợ hay càm ràm, bảo tôi không biết cách chăm sóc bản thân. Bà thường xuyên đánh thức tôi dậy vào lúc 5-6 giờ sáng để rủ đi chợ cùng. Bà nói là nên rèn luyện thói quen ngủ dậy sớm, đi chợ là để tập thể dục luôn. Biết là bà lo lắng cho tôi, nhưng lời nói và việc làm của bà khiến tôi cảm thấy mình như là một đứa trẻ không biết làm gì. Điều khiến tôi khó chịu nhất là bà không bao giờ chán khi nhắc đến người vợ quá cố của tôi. Bà luôn kể vợ tôi từng chăm sóc tổ ấm như thế nào, đã chịu đựng tính khí thất thường của tôi ra sao. Mỗi lần nghe bà nhắc đến người vợ quá cố, tôi cảm thấy như có một con dao cứa vào lòng mình, đau đớn tột cùng. Quá sợ hãi với những lời càm ràm của mẹ vợ, tôi bắt đầu trốn chạy khỏi sự quan tâm chăm sóc thái quá của bà, cũng như là trốn chạy khỏi những lời gợi nhắc về người vợ đã mất để tránh đau lòng. Tôi bắt đầu đi chơi cả ngày lẫn đêm thay vì về nhà. Tôi biết làm như vậy sẽ khiến cho mẹ vợ lo lắng hơn. Thế nhưng lời nói và việc làm của bà khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Một ngày nọ, tôi gặp một cô bé trên đường, mặt vàng giụa nước mắt vì lạc mất mẹ. Lòng tôi chua xót, bất giác tôi nghĩ đến vợ và nỗi cô đơn của mẹ vợ. Tôi đưa tay ra ôm lấy cô bé và hứa sẽ giúp bé tìm lại mẹ. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới tìm được mẹ của cô bé. Nhìn thấy con gái, nước mắt người mẹ trào ra. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà tôi sống mũi cũng cay cay. Lúc đó tôi mới hiểu tâm trạng của mẹ vợ. Có lẽ bà chỉ muốn tìm một người để nương tựa, tìm một người để có thể cùng bà đi qua tuổi già, nhưng lại sợ tôi biến mất, lại sợ tôi bỏ mặc bà. Ngay lập tức tôi trở về nhà. Tôi thấy mẹ vợ đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Tôi tiến lại gần, nắm lấy tay bà rồi nói: Mẹ ơi, sau này con sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên mẹ. Con sẽ chăm sóc cho mẹ đến cuối cuộc đời. Mẹ nhìn tôi rồi đưa tay lên, lau nước mắt. Bây giờ, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu học cách làm việc nhà, bắt đầu học cách quan tâm đến mẹ vợ và bắt đầu học cách đồng hành cùng bà ấy. Cuộc sống của chúng tôi không còn những tiếng cãi vã, không còn những cái nhăn mặt cau mày như trước nữa, mà thay vào đó là những tiếng cười. Tôi biết quá trình này không hề dễ dàng gì, nhưng tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng thay đổi và bao dung cho nhau. Cuộc sống là như vậy, luôn đầy rẫy những rào cản. Nhưng chỉ cần có tình yêu trong tim thì chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để đối mặt với nó. Dù những yêu cầu của mẹ vợ có quá đáng, nhưng mục đích của bà ấy là rất tốt.
sự né tránh của tôi sẽ khiến cho mẹ đau đớn. Nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi đã chọn cách đối mặt với nó. Giờ đây, khi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì tôi biết rằng, ở trên thiên đường, có một người đang che chở cho tôi và dẫn đường cho tôi về nhà. Tôi cũng biết rằng, ở nhà có một người mẹ hiền từ đang đợi tôi về ăn cơm. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để đoạn đường cuối đời của mẹ vợ được hạnh phúc. Dòng tâm sự thứ hai, còn một tuần nữa là đến ngày cưới, mà mẹ chồng bất ngờ thông báo không thể mua vàng trao cho tôi trong ngày hôn lễ. Nhà chồng tôi không giàu có gì, nên tôi chỉ yêu cầu 5 chỉ vàng nhẫn trơn mà thôi, thế mà cũng không có. Còn một tuần nữa là đến ngày đám cưới của tôi. Thế nhưng ngày hôm qua, mẹ chồng tương lai lại thông báo một tin khiến tôi suy sụp. Bà bảo giá vàng lên cao quá nên không thể mua vàng để trao trong đám cưới cho tôi được. Bà chỉ có thể cho vợ chồng tôi 10 triệu để làm của để dành. Tất cả tiền bạc bà đã dồn vào làm đám cưới cho chúng tôi cả rồi. Tôi cảm thấy rất tủi thân. Thời buổi bây giờ, nhà nào khi cưới con dâu cũng có vàng để trao. Nhiều thì kiềng vàng rồi vòng tay, ít thì nhẫn tròn. Thế nhưng mẹ chồng lại tuyên bố không mua vàng cho tôi, thì chẳng phải tôi kém cỏi hơn người khác hay sao? Nhất là chị gái của tôi. Năm ngoái chị lấy chồng, được nhà chồng trao hẳn 2 lượng vàng miếng, khiến hàng xóm phải xuýt xoa. Chị gái tôi tự nhiên được nâng tầm, mang lại cảm giác được nhà chồng coi trọng, cũng như là phải chứng tỏ bản thân chị phải như thế nào thì mới được họ cho lắm của hồi môn như thế. Nhà chồng tôi không giàu có gì nên tôi chỉ yêu cầu 5 chỉ vàng nhẫn trơn thôi. Thế mà mẹ chồng cũng không biết đi vay mượn, mua bàn được để mà lên trao tặng cho mát mặt với hàng xóm, cũng như là cả họ nhà trai lẫn nhà gái. Chưa cưới mà đã nhận được tin xấu như thế này khiến tôi mất hết cả tinh thần. Tôi cảm thấy chán nản và chẳng muốn cưới xin gì nữa. Trong tay tôi hiện tại có 30 triệu tiền tiết kiệm. Tôi có nên tự mua nhẫn vàng rồi đưa cho mẹ chồng để bà lên trao trong đám cưới hay không? Nhưng nếu làm như vậy thì tôi băn khoăn sẽ có 2 vấn đề xảy ra. Một là sau này mẹ chồng sẽ ỷ lại vào tôi. Bà sẽ quan niệm việc đó là việc của tôi thích thì tôi làm, bà đứng ngoài cuộc. Dù giải quyết được khâu ra oai trước mặt mọi người, nhưng hệ lụy sau này là sẽ có. Hai là mẹ chồng sẽ thấy tôi là một người biết điều. Tôi làm như vậy cũng chỉ vì danh dự của cả nhà chồng. Giờ bố mẹ chồng khó khăn, con dâu thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ được thì nên hỗ trợ. Tôi thì chưa tiếp xúc nhiều với mẹ chồng nên cũng không hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của bà ấy. Tôi không biết bà sẽ nghiêng vào phương án nào mà tôi đã đưa ra. Thế nên bây giờ tôi rất băn khoăn, không biết có nên tự xuất tiền để mua vàng hay không. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua 2 dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe.